riêng mà chọn đồ thì Giang nghĩ rằng là phải là các bà. Đây là cá gì? Đây là cá chấm. Con tôi chả biết cá gì với cá gì. Con tôi chả biết cá gì với cá gì. À đi đi bà. Ôi, ok. Đi chợ và chọn đồ nó là cả một nghệ thuật. Và nó chính là cái khâu quan trọng nhất để cái món ăn nó có ngon hay không. Và riêng mà chọn đồ thì Giang nghĩ rằng là phải là các bà. Các bà mới là những người mà dành ra mấy chục năm mua đây nhá, để đi chợ hàng ngày, nên là sẽ là những người chọn đồ chuẩn nhất. Cá gì bây giờ mà? Cá lóc, mua cá to. Cá lóc là miền Bắc gọi là cá quả đấy. Cá quả đấy, miền Bắc gọi là cá quả. Đây này, nhiều trứng chưa này? Ừ. Trông có vẻ bé đấy, con này to này. Con nó có vẻ có trứng hay sao nhỉ? Bé con này à? Cá mình làm ấy, mình nấu bún cá ấy, thì là mình sẽ nấu không có xương. 1 kg ra, chỉ lấy thịt thôi. Còn cái xương mình bỏ lại. Mình ăn bởi vì nhà có trẻ con cho nên là cũng cho chúng nó ăn, nó không phải dỡ xương. Chứ ngoài hàng này thường người ta phải để cả xương, người ta rán cả xương, chiên cả xương. À, ví dụ cá biển ấy thì là nó ít xương, nhưng mà cái mấy cá sông này thì là xương nó rất là nhiều. Cho một con nữa đi. Đây là cá gì? Đây là cá chấm. Con tôi chả biết cá gì với cá gì. Con tôi chả biết cá gì với cá gì. Làm cái để cho người ta làm mình đi mua, mình cho người mình đi mua các cái gia vị. À đi đi bảo. Ôi, ok. Làm được quay lại lấy luôn nhá. Hai cái con to đấy cân hết bao nhiêu nhỉ? 2 kg. Ok. Chặt xong rồi bắt đầu mới hỏi là bao nhiêu tiền. Thấy bình thường bà đi chợ là hay kiểu hay chê lắm, đắt thế, chưa cần nói hỏi giá cả chứ. Đắt thế, mà hôm nay rất tin tưởng người bán hàng. Không cần hỏi giá cả gì luôn. Được ấy. Mình mua quen rồi, họ cũng biết rồi. Lấy cây dọc mùng. Dọc mùng này. À, đây gọi là bạc hà. Đúng người Việt Nam gọi là bạc hà. Đúng lò. Rau này rau húng lủi. Ngoài gọi là húng húng chó. Húng chó. Miền Bắc gọi là húng chó. Húng chó là húng to, húng dài. Đây kinh giới này. Tía tô này. Cứ cắt cho con 2 cây dọc mùng này ra đấy. Mua xương về Ninh. Thì là. Đâu mà mua xương ở đâu? Đây hàng kia. À đây lấy cá đi. Lấy cá nhỉ? Lấy cá xong lấy xương nó là xong. Thế bao nhiêu nhỉ? 260. Cảm ơn chị nha. Trời ơi, bà xã đi đâu mà thật có mấy ông xã bán này này. Thường là mua những cái xương hộp này thì nó ngọt nước hơn. Chứ mua xương sườn với các xương khác thì nó hiểu nhiều thịt chứ không ngọt bằng cái xương hộp này. Có thể lấy xương hộp này phải linh. Cho xin cân dưới bún. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng là đi chợ xong. Bây giờ về chế biến nhá. Tất cả các nguyên liệu mà hai mẹ con vừa đi mua ở chợ về thì tất cả mọi thứ đều rất là tươi. Cá thì người ta đã phi lê sẵn cho mình rồi. Xương đuôi này sẽ lọc bớt thịt. Sườn thì người ta cũng chặt cho mình này. Rồi là tất cả các loại rau sống. Lúc nãy là mua rau xà lách, thì rau thơm, tía tô này. Rửa sạch, ngâm muối, thái nhỏ ra để làm rau sống. Bởi vì riêng cái món bún cá này là bún cá Nam Định này là có rau sống. Còn đây là dọc mùng. Sẽ có cà chua này. Rau thì là không thể thiếu được với bún cá này. Gừng này. Gừng để ướp với cá. Gia vị thì sẽ có những cái gì bà giới thiệu ít gia vị đây này. Để có bột nêm này, muối và bột canh. Đây là hành để xào cà chua để cho vào cho nó ngon, nó thơm, nó đẹp. Còn đây là mẻ này. Đây là dầu ăn. Dầu ăn này. Không biết là mọi người ăn bún cá ở các vùng miền như thế nào, nhưng mà Giang là một người không thích ăn cá. Và có nhiều loại cá như cá biển là Giang bị dị ứng, không ăn được. Nhưng riêng bún cá này thì mình lại ăn rất là ngon. Thế bây giờ bắt đầu là mình sẽ vào sơ chế. Nói chung là cái bà không nấu thì lại nói hơi, bà ít nấu thì nói hơi nhiều. Bây giờ bắt đầu ninh sườn từng bước một nhỉ? Cho vào xương, cho xương vào ninh để lấy nước. Cho một ít muối. Cá đã làm sạch sẽ rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra.
Hình như người ta làm cá khác, không phải cá này. Các loại cá, cá nào cũng làm, cá rô phi, cá này hoặc là cá chấm. Tí nữa miếng kia còn thử thái xem nào. Trong khi mà thái cá thì cái nồi nước nó đang nước xương nó sôi lên, xong rồi vớt bọt ra, xong sau đấy mới đậy vung vào. Không biết từ khi nào mà ở Nam Định ấy, đến ngày Tết là tất cả các hàng, tức là từ mùng 1 Tết là mọi người toàn bán đổi hết sang bán bún cá. Bởi vì nó đỡ ngán, nó không bị ngán, mình ăn thịt, ăn bánh chưng nhiều quá, ăn bún cá thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó đỡ ngán hơn. Cứ thử về Nam Định mà xem, mà đến ngày Tết mà xem, tất cả đường phố đều bán bún cá hết, nhưng mà hàng tại gia là ngon nhất. Có một cái năm nào đấy Tết mà nhà mình làm bún cá nhỉ, xong rồi bao nhiêu mọi người đi chơi xe về, phải mấy chục người về ăn bún cá. Ôi dồi ôi, có người xin 2 bát. Đang ninh xương ở trong thời gian đấy thì mình sẽ ướp cá với gừng, bột canh, bột nêm. Một thìa bột nêm ướp trong vòng 15-20 phút thì nó ngấm, bắt đầu mình mới chiên. Sau khi ướp xong thì là sẽ chiên nha. Mình còn đôi đũa gỗ mà. Cá này phải rán là thật giòn, nó giòn mới ngon, nó thơm mà giòn rất là lâu. Nhỏ nhỏ lửa để cho cá nó giòn cả từ trong cả ngoài, chứ không bên ngoài nó giòn nó cháy mà bên trong nó lại vẫn còn non. Bây giờ đang trong cái thời gian chiên cá này, đang cá thì phải chiên rất là lâu ấy. Cái đấy là cái mất thời gian nhất, thì bây giờ sẽ vớt xương ra. Vớt ra để lấy nước, sau khi vớt xương ra thì sẽ thêm mắm, thêm muối, tra các loại gia vị vào để cho vừa ăn. Cho khoảng 2 thìa bột nêm vào, nêm xong rồi cho nó vừa, rồi bây giờ xào cà chua. Nó thật thơm, nó săn cái miếng hành lại, không cần vàng đâu, săn săn. Trong tất cả các cái quy trình làm món bún cá này á, thì nó cũng không có gì là nó quá phức tạp cả. Nhưng mà cái mà mất thời gian nhất ấy, đấy là chiên cá. Lâu vì khi mà ở ngoài hàng á, thì là người ta sẽ làm nhanh hơn. Thì người ta tẩm bột, xong rồi khi mà tẩm bột thì cái việc chiên nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ nhanh hơn. Còn đây á, là mình ăn nhà ăn mà. Nên ra là tất cả cá là mình phi lê ra xong, mình tẩm ướp xong và mình chiên luôn. Nó rất là lâu. Bún cá ở Nam Định nó khác một cái ấy, là phải chiên già, chiên thái mỏng. Nó ăn khi mà cái miếng cá nó giòn. Khi mà cá mà tẩm ướp mới lại nhiều nước gừng này và rán già nó như này này, thì nó sẽ ăn hết tất cả các cái mùi tanh. Thập đổ hết cà chua vào trong nước dùng. Đấy, bây giờ xong mình lại bắc nồi lên đun để cho nước nó sôi lên này. Sôi lên xong bắt đầu mình mới thả dọc mùng. Bây đây là mẻ này, gia vị gọi là không thể thiếu được trong rất là nhiều các cái món ăn của người Việt Nam, và đặc biệt là miền Bắc. Khi mà cái này là các bà là hay tự làm. Chưa được đậm đà lắm thì cho thêm một chút của nêm vào đây. Nó sôi lên thì cho dọc mùng, đổ hết vào, xong rồi lúc cho mẻ và gạn mẻ. Đấy, khi mà nó đang như này nhưng mà tí nữa nó sẽ ngót đi ấy. Cái dọc mùng này ấy, là trước khi cho vào ấy thì phải vắt hết nước đi. Cho nó bớt nước đi thì nó ngon hơn, nó đỡ ra cái nước ở trong mùng. Thế đáng nhẽ thì có giò lọc mẻ, những cái giò lọc mẻ thì dùng cái này thả vào cũng được. Mình thử cái độ chua của nó đã, nếu mà đủ chua rồi thì thôi. Bình thường ở nhà là sẽ làm bún cá có thêm cả chả xương sông vào nữa, thì ăn nó sẽ kiểu như là dễ ăn hơn và nó kiểu nhiều topping hơn. Nhưng mà hôm nay thì sẽ làm gọi là bún cá original, là chỉ có bún cá thôi, và đúng là gọi là đúng nghĩa bún cá của ngày xưa đấy. Đây là mọi người nhìn nhá, cái miếng cá nó vàng ươm ra, nó giòn tan ra, ăn rất là thơm. Và đến khi mình chan nước vào á, thì kể cả chan nước dùng vào không bao giờ sẽ có một vị tanh nào luôn. Bà ngoại mở quán đi, ngon đấy. Miếng cá thơm lắm.
mình không dám khen mà để mọi người thưởng thức khen.